tây tâm nước cũng coi đủ ấp cá. Dạ. Bây giờ này chị Hoa chị ép nó mọc ra. Cái đây là cũng là một trong những cái công đoạn mà để cho nó ra gân cho nó đẹp. Món này là món bánh đúc gân, nếu mà không có làm không có gân là coi như là thất bại, là thành bánh đúc không à. Sáng là đổ xong rồi đi liền luôn. Sáng làm cho tao đó. À, giao cho khách đó chị hả? Xong rồi ra chờ bán luôn á hả? Giao bán luôn. Dạ. Đó vậy ta đặt ra mời em mốt có ít cho người ta đó. Đây ai đặt cái gì làm đó. Chị một mâm này là khoảng 5 kg không chị? Mâm này hả? Dạ. 7-8 kg á. À 7-8 kg. Mâm này phải cả 8 kg. Cả nhà có thể là muốn ăn bánh đúc ở Sài Gòn thì cũng có thể gọi điện đặt cho chị Hoa. Đặt vài ký, 5-7 kg gì chị cũng giao á. Anh chị làm lá dứa này cả nhà. Nguyên một thau lá dứa vậy. Toàn làm đồ thiên nhiên đó. Bây giờ sắc nhỏ xong rồi bỏ vô máy xay ra để lấy nước. Anh xay cái này rồi là mình bỏ cái xác này đúng không anh? Mình bắt mình bỏ cái xác này ha. Đấy mình xay ra dĩ ra rồi mình lấy dắt rồi xong. Rồi một sau lấy dưới luôn. Cái này chắc là mấy ký đó hả? Mua lạnh chục ký có bình xài được 2-3 bữa. Dạ. Bỏ vô tủ lạnh đó. Chứ gì không có không đạo. Dạ. Về bắt đầu buôn bán dẹp cơm nước thì dọn dẹp cái quay qua tới nộp hay giờ cái nộp khoai cái này. Tới chiều. Không có thời gian. Cái này là bắt nguyên bếp rồi là quay. Cái này là quay nửa tiếng không chị? Ừ, cái đó đó. Nhìn thấy bột nó chín nó trong rồi là được. Cực ha, hay làm bánh này cực ghê không? Chị bánh cái bánh này nè, biết sao không để như mình dậy sớm thì nó nguội, chừng nào nó dai tấm ngon đó. Dạ. Nó còn nóng cái mình cắt cái bánh giờ sáng còn hơi nóng cắt nó dính bánh. Nó nhão chị ha. Nó hơi mềm bánh nó cứng. Dạ. Để cho nó đặt lại cái đã. Giống như hôm bữa chị cắt vậy thì nó đẹp á cái đợt trước á. Ừ. Ngồi cái nhìn cái bánh nó răng nó lên đẹp hơn. Chị cái kỹ thuật này mà quan trọng nhất là lúc mình quậy bột này đấy chị ha. Ừ. Không biết cách là không có răng hết. Dạ. Trời đó em cũng học làm tiếp mà
hư mấy chảo, nó không có găng, còn bột chín không à, không có lên găng, tại vì quậy cái họ không biết, nó quên cái đảo ngược lại. Là cứ một chiều thôi ha. Đó là một cái kỹ thuật làm bánh á. Nếu mà người bình thường làm không có được đâu, những người làm càng lâu mới có kinh nghiệm. Đó, mới quay 10 phút mà bắt đầu thấy nó cái phần dưới đáy nồi nó bắt đầu nó kết tụa lại. Làm mấy món khác kia được. Dạ. Làm cái này mất thời gian. Phê cứ làm tầm cái này rồi. Hình như gần Tết là thấy anh chị bán nhiều món lắm mà đúng không? Em nhớ cái đợt năm vừa rồi về mà về Tết là thấy có bánh này, có bánh tằm, có anh đồ nói làm năm nay vậy. Đúng rồi, làm năm nay thôi. Dạ. Còn cái kia là bột bán nè, khoai mì nè, giờ bắp xôi nè, giờ bánh gói nè. Nó tùm lum hết trơn á, giờ khoai mì quá, giờ xôi, xôi dầu, giờ chè, nhiều khi có khi làm chè nữa. Dạ, làm quá trời món. Giờ đổi món liền liền. Giờ sáng em cũng đổi món thôi. Cái gì chuối xà dừa. Ừ. Sáng làm ăn ra là hết rồi, nhiều xíu hết trơn. Ngủ ngủ về hơi trễ. Ra làm thôi mà hết trơn. Ra còn được có hai bịch khoai mì viên đó. Vợ em thích khoai mì viên đó lắm ạ. Đây là anh chị quay cái món bánh đúc gân cả nhà. Bánh đúc lá dứa. Bịch đó cho hơn trái đó chị. Dạ. Dạ bịch đó hơn trái. Dạ để cho coi mà có nhiều. Có. Vậy là cả đất đó. Tại em không biết, dạ, để mời ra biết. Đó, mình phải cho dầu ăn vô nè hả anh? Đây. Đặt bánh. Cái này là da mà hồi hẹn rồi không con. Đúng rồi. Rồi nó sẽ có hai màu á. Nó có gân. Cực ghê không? Nó làm rất là vất vả. Thầm chân tướng nhất. Không được con sướng nhất. Thì gần lát cái mình đổ ra khuôn hết đi ha. Ừ, họ đổ ra cái mình đè cho nó dễ dịch ra. Mình làm hai bữa liên tục rồi nó biết cái tay rồi. Ừ, nhưng rồi phải đặt đó. Ê, ngon quá. Sợ nó chú mình lấy. Miếng bánh đúc 5.000, 10.000 thấy đơn giản ha, và thấy làm, thấy cái công đoàn làm quá cực luôn. Chỉ cái mà mình tạo ra nó hai có cái màu gân á, là cái đồ công đoàn này là cực quan trọng nhất đúng không chị? Ừ, cái này nè. Dạ. Công đoàn mà chị đang làm á đúng không? Dạ. Cái này mà làm không biết nên là cứ thấy lên là chị đang làm để mà đưa ra ngoài vào trong để cho nó có được hai cái có cái gân đó, nó xanh và nó hơi trắng trắng. Chị cắt cái bánh nó ra nó có cái đường gân rất là đẹp. Làm sao mà cho nó bột nó chín nhiều hết trơn rồi.
trứng nó lên. Rồi cái này nó dùng sức chỉ lắm nha. Lại nó sớm nữa nha, nó sớm từ từ. Hy vọng. Trên mạng nó cũng có quay, nhưng nó quay cái kiểu mà nó làm mấy cái chảo mà chấm dính nó làm số lượng ít. Dạ. Yeah. Nó không có vất vả bằng mình làm cái số lượng lớn, đảo cục bột rất là cực. Dầu nên mình làm số lượng lớn cái chả bự đó. Có dầu có đồ chơi. Cái con vịt nó thấy nó đổ dầu nó cũng làm sao cũng được. Hay. Có, nó ít nè, có nó có chừng này là làm ba chảo nè. Dạ. Yeah. Một cục gì là làm ba chảo. Làm nó cực lâu lắm. Sáng là cũng như tắm đi, vô làm mà hôi hôi vậy lắm. Nào có mồ hôi là có tiền, của nào không có mồ hôi là không có tiền. Mình cuộn mà mình cũng phải xay cục bột nữa. Thì làm không mà cũng toán mồ hôi mà hổn nhiều hơn mà vừa làm vừa đặt vừa ngồi bếp lửa xong đó mà lại cái bếp này xong cái đầu ở trong đó nó cà ra cái nữa hai cái chịch cái luôn. Dạ. Thì không nấu bột này nó chín nó mịn bột nè. Dạ. Nhưng mà mình phải cuộn cho nó răng nó chín đều hết. Tạo cái Facebook với cái Zalo nó làm nó vậy rồi đó được không hả? Dạ được anh. Khẽ chương trình về giờ nó nấu đổ ra thì nó tự đặt lại. Làm nó đang thiệt thôi. Nó không có ngon lắm. Cái đó là cái đó làm như vô câu vậy. Cái độ giòn bánh của nó. Bánh này ăn giòn dai sực 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 á. Nó giòn theo cái cục bột của nó với mình làm nước cho tàu á. Với thấy rồi nó tạo cái độ sến dai cái bột chứ hơi giòn thôi chứ không có giòn như mình để ba này kia nọ vô. Mấy em dùng nước cho tàu. Nó mỗi lần nó mua con bịch cũng vậy. Mua con bịch nó là về xào 20.000. Ngoài được 3 chảo, 4 chảo. Là nó ăn nó giòn giống như con mực ngâm cho tàu vậy đúng anh chị? Như anh làm mứt á. Dạ. Anh khỏi cần ngâm cái gì mà nó nói gì đó.
anh mua ba cái vô ăn chầu của mình ta vô trắng trắng đó. Yeah. Về nướng ha, xong cái lấy nước trong á ngâm ra nó dọn thấy cái mứt đó. Làm mứt làm đồ muốn tạo đường giòn á, lấy cái đó nó giòn sánh ngon lắm. Thế làm thấy cực, có ăn nhậu thấy chung chứ không? Dạ cực ha, em thấy là cực ghê luôn á. Mày có lên bàn ăn nhậu là chung chứ. Không, em vậy em cũng biết nhậu anh ơi. Đó thì em làm chuyện của vậy là em ủ giống, ủ giống là tự nhiên của nhà em làm. Nó giòn, nó trắng chuyện nghe đó. Nhậu mà gọi lần mà uống ly bia nó đau khổ gì đâu á. Nhưng càng chín thì nó còn dẻo hơn phải không chị? Ừ, nó dạ. Càng chín nó cục bột nó dẻo lại ấy. Bởi nó mới giang cục bột. Và nó nhè hơn cho mình ha. Ừ. Dạ, đúng như chờ cái giai đoạn mà anh đang làm bên này thì nó hơi vất vả thì nó nặng này. Chào bán ngoại con bé nó chịu mất cười, nó trời em thấy quay mấy cái clip mà làm bánh của anh em thấy mất cười. Bây giờ ta có làm bánh cái chiều. Dạ. Tại mình mới hiện đại với. Nói tinh tầm mà hiện đại. Đúng rồi, nói chừng có ai mà giống anh chị mà ngồi mà còn ép thủ công vậy luôn á. Hiện đại. Quả cực luôn. Anh tin bây giờ còn một người nữa. Gặp ông già già mà ông cắt lúa mà ông đập lúa đó còn hiện đại dữ nữa. Bây giờ còn không anh? Còn mấy năm trước còn. Bây giờ là hết làm rồi. Năm này hết rồi. Làm cũng như cái nắp tan mình đã bắt đầu cái bó lộn cái đó. Dạ, mà đưa vô đập. Hồi đó đập cỏ mà lấy cái chân nhấp cho nó quay vòng á. Còn thì nó băng lúa ra. Còn này là chơi đập tay. Làm như cái nắp tan mình bắt đầu bó lộn lại nè. Dạ. Nó làm như cây cơm vậy đó, hai ông dây hai đầu ra bắt đầu cái tính lại. Dạ. Tính mới lúa lại cái chỗ ra đập. Ai đi nghe cũng lắc đầu, nói giờ mà còn làm cái đó nữa ha. Cái chảo bánh của chị là gần đạt đó hả chị hả? Ừ, gần đạt. Lâu ha, chắc phải 30 phút hơn á. Mình làm bây giờ mình coi cái cục bánh nó xíu mà giờ mình thấy nó có chỉ có răng mà bánh nó đều bột chín đều á. Dạ. Mấy sớm được bởi ăn mỗi lần anh mấy chùa cái nồi anh vậy đó mỗi chùa nó cạo hết mà mồi trời ơi cạo cạo cực lắm luôn á, trắng tươi vậy đó. Dạ chồng trời nó cứng dữ lắm, cái gì cứng ngâm nguyên một ngày. Có ảnh ở nhà ảnh còn tiếp em được chứ không mình em là xỉu luôn. Dạ. Những người hiện đại đồ làm tiếp được. Lâu lần anh đi làm rồi nhà mình em làm díu như chết.
lớp 2 đứa nhỏ, hồi đó thì cũng có mẹ rồi mấy đứa em nó tiếp. Giờ người nào có công việc hết rồi. Hôm làm cái chảo mấy nhỏ thì bắt đầu chảo ăn cái nó chạy cái chảo rồi mua mấy chảo bự nè làm đỡ chút cho nhỏ quá là không lợi nữa. Nó đặt quá cái đồ mình chở cái mạnh. Bây giờ nó thơm lá dứa nè, cái dưới này nè nó anh làm nó không biết xong nó ra ánh nắng cái là một hồi là bắt đầu vàng bắn ra liền, nó ngà ngà vàng á. Dạ ừ. Bởi vì nhiều khi để đừng để hầm ngoài nắng nắng là bắt đầu nó mau nhã lắm. Anh nói gì chứ nó dễ nhã nào xây sức một chút xíu là nó vàng khè bánh. Có mấy bữa em thấy chị bán lá cầm nữa là anh quầy thau, chị quầy thau hả? Ừ. Dạ, người lá dứa, người lá cầm ha. Nó cũng bị nghe vậy, mày gắn nội vậy, chia dạ. Ra vậy đó. Mỗi lần cái kia vậy đó. Mà có một cái là làm nấu cực, có gắt kìa mà em còn không làm kìa. Dạ. Để làm hôm nào, như bữa nào á, như chợ lễ lọt rồi đó. Dạ. Em mới phải làm màu nhiều. Tại vì đó là mình làm số lượng nhiều. Còn màu thì làm chỉ một chữ một màu, còn như cái kia mình lấy bột cái mình pha ra tùm lum được. Dạ. Còn cái này nữa là một màu nó mới chữ màu. Có hơn bên đó, em làm ha. Màu này giờ được hút nốt gắt nó cẩm. Và vậy là cứ một buổi sáng đó chị ra chợ Sa Đéc là chị bán quá trời món luôn ha. Để bữa nào Thanh Minh về ghé coi cái gian bánh của chị. Của chị Hoa. Mình có bánh bò nhiều. Dạ. Làm nhiều mà làm nhiều mèo nữa. Có mấy người xin anh chị học nghề trả tiền anh chị có dài không vậy? Trời ơi, phải vậy chứ dễ gì. Không ai vô này không ai chịu làm đâu. Dễ hả? Ừ. Thì mấy người cứ coi nói là thấy dễ cái nghề gì? Truyền thống này thích quá, thích học nghề đó. Không, chứ không có làm nổi đâu, thấy vậy. Em có mấy người rồi chị cũng chỉ đó, cũng làm vô cho coi làm đó. Như dạ. Chị Hồ Minh đó cũng làm đó. Dạ. Đó cũng làm có được đâu. Cực. Sợ người ta cực người ta bỏ nghề đó. Cực. Nó điện về ngoài gì? Dạ. Nó điện kêu anh này lấy bột cho má rồi này kia mà em đâu có biết dành đâu có đường đâu mà gửi. Dạ. Người đã Hà Nội hả chị? Anh đã đâu trên Sài Gòn hay gì em cũng biết. Anh này xong rồi nè. Trong hai chào là cái chào của chị nó ra trước. Xong một chảo để cho nó ra ngoài này cho nó nguội. Cực ghê không? Em bỏ rồi, những cái chảo kìa. Ôi, đụng cái chảo là nóng á. Nóng nha, đừng có đụng nha. Đó là chín thật luôn á.
chút xíu nữa là chị sẽ bỏ mỏng nó ra đúng không chị? Ừ. Bắt đầu đè nó ra. Hôm nay mọi người coi hết cái công đoạn anh chị làm bánh đúc lá dứa. Nóng, đeo bao tay. Đây là một cái nghệ thuật để chị tạo cho nó có cái gân này. Gân nó nổi nè. Dạ, nó đang gân đẹp ha. Xanh trắng, xanh trắng. Chứ mình đảo lại hay là mình quậy ra là nó không có gân gân. Đó cả là cả một nghệ thuật đó. Mình phải cuộn như vậy. Cuộn quậy, cuộn theo nó. Cuốn lên hoài. Đây, bánh sau khi nguội là nó xong nó tạo được cái gân này. Dạ, gân đẹp ghê ha. Dạ. Đó. Còn nếu mà mình để trong cái mát á thì mình ăn cái mình phải hấp lại, tại vì để nó cứng quá, nó bột gạo mà. Còn để ra ngoài là được ha. Ừ. Đó, chị cắt ra gân đẹp ghê không? Tại vì nó khi nó nguội cái nó cứng cục bột lại nó sấn nó tạo cái độ giòn, còn nếu còn nóng thì nó chỉ dai thôi. Bánh cúng của màu y chang vậy. Dạ. Bánh cúng bán. Dạ. Đó. Đẹp luôn á cả nhà. Bánh nó lên màu xanh đẹp ghê không? Hoàn toàn là từ lá dứa không? Lúc nãy là mình quay có quay cái đoạn mà anh thì đó anh, nhiều lá dứa là làm anh sắc lá dứa đó. Dạ. Sắc xong rồi xay rồi nó màu nó xanh nó lên đẹp nha. Hoàn toàn không có xài bất cứ cái màu chất tạo màu gì hết. Tự ăn rồi bán bao nhiêu năm đây rồi. Đó. Là sáng anh quay ra anh đào ra đào bao nhiêu lá dứa. Dạ. Mình ổ bánh đúc ra đó. Quá đẹp luôn.
Rồi em gỡ nguyên cái phần gì nè. Dạ. Về chừng nào ăn bao nhiêu rồi cắt chi cho mấy chú ở chẳng nha. Dạ. Nó đi quay mà không có có quà bánh gì chứ. Có chứ. Cái đó nó chưa nguội đúng không chị? Ừ, chưa nổi. Chưa nguội, nó còn dẻo. Bên này nó nguội thì nó đẹp nè. Đó, cái nào nó còn nóng á. Đây nha cả nhà, đây là món bánh đúc gân của bánh của chị Hoa. Chị hay bán ở chợ Sa Đéc, chợ thực phẩm Sa Đéc á, hoặc là chợ Cầu Đốt. Có khi mà nhiều bánh thì anh bán ở chợ, chị bán ở chợ. Còn mọi người cứ ra chợ Sa Đéc là dễ gặp anh chị nhất. Mà buổi sáng tầm khoảng 6:30-7 giờ gì đó, nếu mà chưa có thì chờ xíu, đôi khi anh chị ra hơi trễ. Món bánh đúc này thì ăn kèm với đường thốt nốt. Em thích nhìn mấy cái thành quả này lắm. Nhìn nó đẹp ghê luôn á. Em kỳ kỳ đó mà em ngồi em ngò món này món kia anh ai em hoài cái gì. Dạ. Rằng em không biết em làm cái bánh kia mà cắt ra nó có cái gân đẹp vậy đấy. Cái miếng nào nó cũng có gân đều nhau hết. Đây cả nhà, đây là công đoạn làm bánh đúc. Chị Hoa đang cắt bánh đúc. Chị bánh đúc này có phải bánh đúc gân không chị? Bánh đúc gân. Dạ. Nó có những cái đường gân rất là đẹp. Đây là bánh đúc lá dứa đó cả nhà. Chị Hoa thì bán ở trong chợ thực phẩm Sa Đéc á. Xuống cái đầu bắt cờ làm luôn đỡ em làm nhiều nữa, làm tình luôn đó chứ.